trước ngày hôm qua, dạ hôm trước hôm qua. Đứng đây đi con, đứng đây đi để xe ha. Đứng đây dễ thương lắm. Kêu đi, kêu miếng nhéo gì đó. Mèo miếng gì, cha già dịch gì cũng được. Vui chết luôn anh nè. Ở đây gầm một cô phát tiền cho mấy đứa trẻ nhỏ nghe cô chú. Từ đó nhỏ con đứng đây đi, giờ bà dắt qua đứng đây đi, đứng trong mát. Đứng trong mát đi để xe. Rồi đứng ra luôn đi. Tháng nào cũng vậy. Trời ơi. Rồi bây giờ đi qua nè. Đi qua. Ô mày ơi, đủ má. Cô phát mỗi tháng mới cháo 20 cái vậy. Trời đâu mở xe vô nghĩa luôn. Trời đó ngồi đó nãy. Trời nãy giờ. Lấy cho nó mang cái gạo đi, nó rồi, bữa nó rồi. Đây cô phát gạo nữa nghe cô chú.